Hello mấy friend, em, and welcome to the night reception mấy Đêm tiếp tình gì đó chỉ là một đêm bình thường đối với mình mà thôi cho khách vào tìm phòng cho họ và chắc chắn là họ ổn định khi mà vào phòng của mình không có gì bất thường ngoại trừ là đêm hôm đó tâm trạng không được tốt cho lắm mình có một cái cuộc cãi vã với bạn gái của mình trước khi mà làm cho cô ấy nổi giận nói rằng là mình làm việc quá nhiều không có thời gian dành cho cô ấy thành thật mà nói mình cảm giác nó giống như là một cuộc cãi vã khác mình đã biết được là khi mà mà đêm đã kết thúc thì mọi thứ sẽ bình thường lại mà thôi giống như thường lệ khách đến mình làm việc của mình chào khách đưa cho khách vào cái uh, phòng họ đã đặt hướng dẫn họ đến cái phòng của mình đơn giản mà phải không nhưng mà đêm hôm đó có một thứ gì rất khác trong cái không khí có thể chỉ là mình nhưng không thể nào rủ bỏ được cảm giác là có gì nó không đúng cho lắm và cuối cùng là mình đã nhầm mình phải đến motel nhà nghỉ nơi mà đã xảy ra không ít vụ án mạng ở cái chỗ này chính xác luôn cái cấu trúc này mình không lầm đi đâu được game gần nhất mình chơi là mình đặt phòng ở đây này hồi trước là cái chỗ này mình phòng số 1 đó chỗ này là cái thuộc dạng ấy cho mình đi qua từng phòng từng phòng và cuối cùng là mình đến phòng số 6 ở dưới này đúng không Ủa không phải hả Ờ... À, chắc nhầm nhà nghỉ đó nhưng mà cùng cùng cái nhà nghỉ này có nhiều vụ án khác cùng xảy ra ở đây lắm ơ à? ai vậy what the hell Ghê phải cướp à, Không được trẹo cổ Jeez Ổn đúng chú <laughs> Chào buổi tối Tên tôi là Victor Tôi đã đặt một cái phòng ở đây tối ngày hôm nay Ôi tất nhiên là ông Victor à Đi theo tôi tôi sẽ đưa ông đến phòng của mình Cảm ơn Tôi đã lái xe cả ngày hôm nay Hy vọng rằng là phòng nó sẽ thoải mái Phòng số 10 hả? Khoan từ từ mình mới coi lại cái này Victor Phòng số 6, phòng số 6 Để ra đi, để ra đi Để phòng số 6 đây Hết đâu đâu? Tự nhiên ông đi theo cháu làm gì? Ờ, à, để đi, đi, cháu dẫn Tưởng <laughs> ông lao vào, ông làm chuyện đồi bại chứ Có đèn pin ông tối quá Phòng số 7 hả? Wait, what? Ủa? Có gì đó hơi sai sai ấy nhỉ? À đây đây phòng số 6 này Thì ra phòng số 6 làm tút đây Này bình tưởng có phòng số 6 chứ Mây dao Đây này chúng ta đến đây rồi theo Victor Nếu ông cần cái thứ gì nữa hay là có lời phàn nàn gì Cứ thoải mái mà gọi đến cái uh, quầy tiếp tân ok Ừ, cảm ơn, tôi sẽ nói cho cậu biết nếu tôi cần bất cứ thứ gì Rất trân trọng điều đó Volume hơi bé không? Mấy fan thấy tiếng game có bé không? Mình thấy hơi nhỏ đang định tăng volume mà sợ Tí nữa zoom scare một phát Trong lúc không có khách với lại mình chả biết làm gì mình phải đánh. Mình sẽ được phép thực hiện gọi là những cái ý đồ với lại những cái hành vi của mình Mà thường ngày mình hay làm Trong lúc rảnh rỗi Đó là tập chơi bóng rổ Để sau này trở thành chuyên gia bóng rổ chuyên nghiệp vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp chứ lỗi không phải làm ba cái việc này nữa rồi xong mất cái bóng rồi nha giấc mơ không tịch không kinh khủng một chút nào hết Hey, xin chào, tôi có một cái uh phòng được đặt với cái tên là Evelyn Tất nhiên rồi Evelyn à Tôi sẽ lấy phòng cho bà Bà đi theo tôi làm ơn Cảm ơn Nó hơi trẻ một chút rồi phải không nào Nơi này cảm giác thật là yên tĩnh quá ở ờ, mình mới hỏi các bạn đi cái chat xong sao? sao? nó yên lặng thế Nhỏ thế Phòng số 1 Đừng có tự tiện bước vào đây Đừng có đứng nó đợi, đợi đi Cái con lận này à, Ném chìa khóa được không có thiệt hại gì trong lúc kiểm tra những cái vị khách yêu dấu của chúng ta đúng không mấy đẹp mình sẽ qua phòng số 6 xem thử là ông victor có ổn không? phòng của bà à nếu như có thứ gì á hoặc có vấn đề gì cứ gọi đến uh, tiếp tân nha cảm ơn, tôi sẽ nhớ cái điều đó. căn phòng có vẻ tuyệt vời quá nhỉ? uzi lại trả? Không mở nhà vệ sinh được. chúc vui nhá. Tiếng game mình như hơi bé mấy cái đây nè Mấy phòng kia là do có người đặt rồi nên là không có chìa khóa đó Victor, ổn đúng ta? Không nhòm vào vòng phòng của Victor được Có cái gì để ném hết rồi Có mọi cái bóng để ném thì kẹt mất trong góc này rồi À, đây rồi, hello bóng. ra đây chơi với mình đi ra đây Bóng! nice ok có khách kìa! Nhanh 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 nhanh, làm một màn. huy, go, <laughs> bao rồi, huy, go, chấn động chấn động á à chào chị <laughs> chấn động địa cầu về nên là có tiếng nổ hơi lớn ê tên tôi là scarlett à, tôi có một cái phòng được đặt ở đây phải không à vâng scarlett à để tôi uh, dẫn cô đến phòng của mình nha tuyệt vời dẫn đường đi nên này trông cái vẻ hơi kinh một chút phải không à, cũng bình thường mà phòng 12 à Ok Follow me À, mình vẫn quen với cái kiểu tụi nó đang đứng đây tụi nó tấp vào đây nha Ngoài đời không có ai làm như vậy hết á Giả sử mình cũng là khách đến đây mình... Ờ, người tiếp tân người ta lấy chìa khóa người ta đi đây Xong bắt đầu mình mới đi theo họ chứ làm gì có chuyện mình lâu Go 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 Phòng 12 chắc tút trên này Phòng 12 trên vòng số 6 Skeleton hả? <laughs> Cái tên không giống với cái mặt cho lắm Ông này nhìn bừa đấy, Hết hốn Đây là phòng của cô đây, Scarlett Nếu như cô có bất kỳ yêu cầu hay là cái quan ngại gì, cứ gọi cho đến uh, tiếp tật. Được rồi Hy vọng rằng tôi sẽ không cần như vậy, cảm ơn giờ này tối thế Ok, goodbye, see you again Tạm biệt nha Không có đèn pin Cái gì đây? Mình phải tưới nước đi Trước khi khách hàng khác đến nữa Hết chứ biết Go Quá đỉnh quá đỉnh Mình thuần thuộc cái bộ môn bóng rổ này rồi Đứng này ném vào luôn này năm phát liên tiếp rồi chưa trượt phát nào hết đứng bất kỳ cái góc nào mình ném vào được đứng xa xa nhìn đấy đứng xa xa này ném cùng vào này ui ờ oh, shit ui <laughs> <laughs> <What>? ra đây quá <laughs> buồn sự nghiệp cầu thủ bóng rổ của mình thế là hết mày tưới gì đâu biết À trong này con à Biết đâu Biết nhà này trồng lắm cây như vậy đâu ra ừ. đây đó đây bị cho kẹo, nhanh 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 Nice, không có kẹo đâu, bị bạn bị lừa rồi Mạnh Tiếng gì vậy? chết rồi bóng bị cỏ nó thịt rồi không lấy ra được nữa tính gì còn kẹt bên này bên đây không có đèn mình muốn có đèn pin hình như có người đó mới phải đây nè Thấy cái cái chân kìa, thấy hai cái chân kìa. Thấy không? Mấy bạn thấy cái chân không? Tối quá à. Có người đang hoàng kìa thấy không? Không phải ma đâu người á. Chú gì ơi? Đêm hôm rồi mình đừng có chơi như vậy được không? Ổn quá. À này, chú đang làm gì đây đây? Đang giữa đêm mà. Với lại chú không phải là hơi quá già để chơi cái xích đu này sao Dạ yeah. Ai còn tính tuổi bây giờ nữa chứ Thời gian dừng lại ở nơi đây Và ở chỗ này Ý chú là sao Đáng lý chú phải vào phòng của mình đi chứ Hay là nhà của mình chứ Nhà Ta à, đang đợi ở đây đây Đang theo dõi Cô à quẹt cậu cũng nhận ra mà phải không? Nhận ra cái gì nhỉ Rằng là chú đang nói chuyện vớ va vớ vẩn đúng không Sớm thôi cậu sẽ biết Sớm thôi tất cả chúng ta dần dần cũng sẽ hiểu Không hiểu chú nói vậy Sẽ thấy cái gì Họ luôn luôn đến hả Khi mà màn đêm Khi ánh đèn vụt tắt Giống Gordon Ramsay nhỉ Ở đâu lộn nhầm Gordon Ramsay là ông ấy Ông nấu ăn rồi Cái gì mà Golden Freeman Ông già già mà hay lồng tiếng cho mấy cái quảng cáo Mấy cái phim đồ Chuyên gia nói lý lẽ dạy đời đồ No Trả cái bóng đi coi Game có nút nhảy hay nút ngồi gì bực thật đấy Ai đấy Cái thụt Má nó vừa nhìn mình kìa Hai Tùy tùy cái con Để mình đoán nha 50-50 mày phải đem xác suất Bây giờ chỉ còn hai phòng đặt thôi hai phòng trống thôi Một là 10 mà hai là 11 mình sẽ sử dụng sức mạnh tâm linh của mình giống như cách mình hay đọc chat của mấy phát với lại biết được suy nghĩ của mấy phát con này chắc chắn phòng số 10 luôn Xin chào tôi là Lydia Cậu có thể đưa tôi đến phòng của mình được không làm ơn Ôi tất nhiên rồi Lydia Tôi sẽ đưa cô đến đó ngay bây giờ đi theo tôi nha Cảm ơn Chỉ là tôi cần về vòng phòng nhanh lên Ok ok Lydia Đấy biết ngay phòng 10 mà thấy chưa Sức mạnh của tâm linh Bạn nào trên cái chat có muốn Đừng có bước vào đây coi Bạn nào trên cái chat mà kiểu như là muốn Làm một con đề gì đó cho ngày mai ấy nhắn tin riêng cho mình cung cấp gọi là lô đề chính xác Mày phải đen. bao lô ba, ba tỉnh thành trên cả nước <laughs> uh, không không trúng thì hoàn lại tiền ok trúng thì phải chia phần trăm cho mình hết cái ghép này thì liên lạc với mình nha Ôi? nếu có nhu cầu mày phải đen. phòng của đây, nếu như cô cần bất cứ thứ gì hay có vấn đề gì thì cứ gọi cho chúng tôi cảm ơn tôi tôi sẽ làm như vậy uh -huh, uh -huh. né coi né 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 không nhò mấy phòng này được ta ông cứ đi mất rồi Gordon Freeman Hết rồi, còn đúng phòng số 11 nữa thôi Ai vào này vào không vào thôi Xong mình nghe cái tiếng gì nghe mưa vậy Không biết là đến từ bên nào, từ nhà này hay nhà bên kia Nhưng mà mình vừa nghe thấy tiếng bước chân về nghe Bịch 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 Cửa phòng mình thì chưa đóng Mấy fan có hiểu cái cảm giác đó Khi mấy fan đang ngồi trong phòng của mình hay là đang ngồi nơi nào đó Khi mà chân mấy fan đang chạm đất Bỗng nhiên có những cái tiếng động bởi lại những cái sự rung động nó đến từ mặt đất. Đó. Tất nhiên là mấy bạn không nghe rồi cái mic này nó lọc âm rồi. Nhưng mà mình đang nghe thấy tiếng chạy ở đâu đó. Bưa quá. Chào buổi tối, tên tôi là Damian, tôi nghĩ rằng là tôi có một cái phòng đặt ở đây hình như phòng số 11 phải không? Đúng rồi Damian là đi theo tôi đi, tôi sẽ đưa anh đến phòng của mình. Hoàn hảo. Hãy hy vọng đây là một đêm bình yên. Rồi, chìa khóa 11 đâu rồi? Thì còn đúng phòng số 11 này chứ mày? Làm gì còn phòng nào nữa? 12 đây Thì 11 đây Let's go Xin mời Say Min đây là phòng của anh Damien à Cứ thoải mái mà gọi đến cái tiếp tân nếu nhanh có chuyện gì xảy ra Ok tôi sẽ làm như vậy nếu như cần thiết cảm ơn Không có gì không có gì uh, uh Có người gọi có người gọi Đừng bảo là Damien nhưng mà mình đấm nó luôn á Tại vì nếu có việc thì được gọi liền luôn chứ mắc gì tự dưng đứng đây rồi gọi điện thoại ra Ủa? Ủa chưa check mà trong buổi tối đây là khách sạn nhà bếp của khách sạn để đến lúc chúng ta phục vụ bữa ăn tối rồi bao nhiêu bữa ăn sẽ chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay nhỉ à xin chào chúng ta có 5 bữa ăn tối ngày hôm nay hiểu rồi 5 bữa ăn chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng và gửi nó đến cái quầy chính gì đó cái sảnh gì đó trong 15 phút nữa hoàn hảo các ơn không có gì nếu như bất cứ thứ gì ấy, thì cứ gọi cho chúng tôi nha ghê thật cái nhà nghỉ này có liên kết với một cái nhà ăn hay là cái nhà hàng gì đó Kiểu hợp tác, kiểu như đôi bên cùng có lợi Bên mình thì cung cấp chỗ ăn, chỗ nghỉ, còn bên họ cung cấp thức ăn Đây <laughs> miền viết sao ta? Damien miền Thấy chưa? Mình trách, không cần phải trách, tại vì sao? Phương án loại trừ hiểu Phòng số 11 đây miền thấy không? Nó đưa cái hình với cái mặt luôn kìa Cái gì đây? lấy cái băng này cho mình vậy What the fuck <laughs> Xem mình ba lần không ấy này ba lần không trượt này Hui. <laughs> Hui. <laughs> à? Ủa Mình nuốt có bóng này nha Hello anh bạn. Chào đăng ấy. Đây là đơn hàng mà cậu đã đặt. Tổng cộng là 5 đơn. Cảm ơn. Anh trông có vẻ hơi vội đấy chị. Ừ đúng vậy. Tôi phải làm càng nhanh càng tốt. Tại vì uh, tôi có thể kết thúc cái ca làm việc của mình và ra khỏi đây. Cái nơi này làm cho tôi cảm thấy rất đáng sợ về đêm. <laughs> Nhìn lại cái trang phục của mình đi. Tôi hiểu mà. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Dù sao thì cảm ơn anh nhiều. Không có vấn đề gì cả. Bảo trọng nha. Ừ, ừ, ừ. Oh, à xin lỗi, tôi đang định gõ cửa. Đoán rằng là tôi quá vội vã cho cái bữa ăn của mình rồi. Không có gì đâu bà, bữa ăn của bà đây. Cảm ơn cậu và xin lỗi vì cái điều đó. Cậu thực sự gọi là làm tôi mất cảnh giác đấy. Ôn cả mà, nếu như bà bất cần bất cứ thứ gì thì cứ để cho tôi biết, tôi sẽ làm vậy. Chúc cậu một buổi tối tốt lành. Ban đêm mà ăn như này có tốt không? thấy nó bưa bưa kiểu gì nhỉ thấy nó bị hơi bị thừa mỡ với lại béo phì ấy. ừ Ê! chào buổi tối Victor buổi tối của ông đây à cuối cùng thì buổi tối đến rồi tôi đói lắm rồi cảm ơn cậu không có vấn đề gì cả nếu không cần bất cứ thứ gì thì gọi cho tôi nha sẽ làm như vậy ừ. tận hưởng buổi tối nha vậy Có cho cũng thèm ăn Ok Có đưa tiền cũng ăn Mà đêm ban hôm mà ăn cái kiểu này Ôi rồi ôi Nhiều dầu nhiều mỡ Nhiều cái thứ gọi là khó tiêu về để... bây Bây giờ mấy fan có banh cái mồm mình ra Nhét cái này vào mồm mình cũng không thèm ăn Không thèm nhai không thèm nuốt Hello. Bữa tối đến đây, Scarlet. Cảm ơn cậu. Tôi cũng đang điện hỏi là khi nào mới có bữa tối. Đây của cô đây rồi. Hy vọng à, hãy cho chúng tôi biết bất cứ thứ gì nữa cô cần. Chắc chắn rồi. Chúc buổi tối vui vẻ. Được rồi, đã đi về đi. Về đi. Hello Ê, hey, bữa ăn của cô đây, Lydia Ôi cảm ơn cậu rất nhiều, nơi này thật là yên bình quá Hơi sợ chút Ừ Nói chung là thật sự rất yên bình luôn, nếu cô cần bất cứ thứ gì Cứ tự do mà gọi cho bọn tôi Cảm ơn, tôi sẽ làm như vậy Chúc cả một buổi tối tốt lành Ok Yeah Perfect. nó vừa mở cửa nó làm gì ấy Này, buổi tối của anh đây miền À, cảm ơn, uh, rất trân trọng rất là biết ơn sao cậu đi lâu thế lâu cái cục mít vừa giao đây qua bên này có gì đâu lâu à, xin lỗi bây giờ bắt anh phải đợi anh có cần gì nữa không không tạm thời thì không tôi sẽ nói cho cậu biết khi tôi cần ok cho thằng kia còn đứng kia đi về đi mày còn gì đâu giao nữa nghe bảo là càng tan ca sớm càng tốt mà về anh bạn ơi hay là ra chào hỏi nhau một câu rồi mới về lịch sự phép được rồi chắc chắn là giao đủ 5 đơn rồi ừ, tốt lắm thế mọi thứ thế nào có vấn đề gì không à không thực ra không chẳng có cái gì hết nhưng mà một trong những vị khách nói rằng là họ nói rằng là chắc chắn là có ai đó gõ cửa trên phòng họ trước đó mà đó không phải là tôi họ oh, có thể là một vị khách khác thì sao nơi này có thể hay chơi đùa với nhau với lại về đêm ấy ừ, có lẽ là như vậy dưới xa thì cảm ơn vì đã phục vụ rất nhanh như vậy tôi rất mừng khi mà các làm việc của tôi cũng sắp kết thúc ừ tôi nghe thấy rồi anh bạn Tôi còn phải giao hàng thêm một chuyến nữa Và tôi đi khỏi đây đây à, Cố lên nha anh bạn Tôi sẽ làm như vậy Chúc anh một buổi tối tốt lành Anh cũng vậy Giữ an toàn ở ngoài kia nha hmm. Có bóng của mình đâu rồi cúp điện rồi cầm dao lên liền cúp điện thì mình phải làm gì ta trong tình huống này mình phải làm gì khi cúp điện tất nhiên là chạy ra cầu dao bật lên rồi đúng không đúng vậy trong game cái gì là phải làm vậy nhưng ngoài đời thì ngoài đời thì chịu rồi ngoài đời điện lực họ cúp rồi thì làm sao mà bật bật tắt 10 lần Thì chẳng được cũng không có điện đó là thực tế thôi game thì nó khác chúng ta phải vận hành theo cái cách hoạt động của nghiệp. giờ yeah, mình nói mà cầu trì, điện là cầu trì thôi. Sao giống có sự phá hoại gì đã xảy ra đây vậy? What the hell? Well the what? What the hell? <laughs> ngày David à, ngày đang làm gì đó đó Tôi không nghĩ là sẽ thấy ngày đây đấy Thực sự là ngày làm tôi sợ trong mấy giây Ồ, <laughs> oh, xin lỗi vì điều đó Tôi cũng quyết định làm như vậy Hôm nay tôi ở phòng số 3 Tôi chỉ được kiểm tra mọi thứ như thế nào sau khi cúp điện đó bà à, à, phải rồi, tôi quên mất là anh đang ở đây nhỉ à, Buổi tối... À, quên, tất cả mọi thứ đều ổn rồi Tôi vừa ấy lại câu chi xong Tốt, tốt Tôi đang lo ngại là có cái thứ gì nghiêm trọng xảy ra Điện thì đôi khi nó cũng hơi bị trục trặc đó mà Ừ, đúng là như vậy. Nhưng mà mọi thứ đã ổn cả rồi. Tốt. À, kể từ khi cậu đang ở đây á, thì cái bàn tiếp tân có vẻ như hơi lộn xộn. Cậu có nghĩ như vậy không? Liệu cậu có thể dọn dẹp nó một chút được không? Trước khi mấy vị khách nó có nhận ra. Ồ, tất nhiên rồi. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ ra đó ngay bây giờ. Cảm ơn. Tôi sẽ quay về phòng của mình đây. Nói cho tôi biết nếu như bất cứ thứ gì mà nó xảy ra... Ai là người phá mấy cái này vậy ta? Is that you? what the fuck is this hmm uh ito you go me Hello, đây là phòng tiếp tân đây. À quên, đó có phải là phòng tiếp tân không? Tôi là Scarlett phòng số 12, nghe này. Có một thứ gì rất kỳ lạ đã xảy ra. Trong lúc cúp điện, có một ai đó đã cố gắng mở cửa phòng tôi. Tôi cứ tưởng rằng đó là cậu. Nhưng tôi không nhìn thấy ai cả khi mà tôi kiểm tra. Wow, điều này nghe có vẻ không được bình thường một chút nào. Tôi rất là xin lỗi với cái điều đó. Tôi sẽ đến nó ngay bây giờ và kiểm tra cho cô. Ok, cảm ơn cậu. Làm ơn nhanh lên. Tôi cảm thấy không được an toàn cho lắm. What? Hello, ai đấy? Đây là một trò đùa Nếu như mày đang đùa với tôi thì dừng lại ngay bây giờ đi Nói gì đi Ai vậy? Nếu mà còn không dừng lại như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy Không vui một chút nào đâu Đứa nào gọi điện không mấy vậy đấy Mình phải lên kiểm tra cái phòng 12 cái này Scarlett đã cảm thấy bất an về phía đây Scarlett John. Scalera, à? mở cửa ra đi. Có gì không đúng sao? Tôi không nghe gì hết. Được rồi, tôi sẽ mở cửa ngay bây giờ đây. Cái này, sao lại có cái này ở đây? Có thể rằng là nó sẽ hữu ích đây. Nhưng hy vọng rằng mình không phải dùng nó. Ủa đâu rồi? Ơ, à, tôi chết rồi. Mình đã cầm lên chưa? Chắc rồi. Hoặc là bị bút rồi. Cứu. Cứu với. Tôi không thể chịu nổi cái gì đây. Mọi chuyện đã xảy ra. Mọi chuyện đi xa có rồi mình không thể xử lý chuyện này được. Mình cần phải đến cái phòng tiếp tận và cảnh sát ngay bây giờ. Mình nghe thấy tiếng hép 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 kìa nghe không? bé lắm tại vì phòng bên kia phòng bên này này Ui, sao lại gọi cảnh sát ta mình xử lý được mà tự một mình mình xử lý được Oh, Night one day? trường hợp kịch cấp của bạn là gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có một ai đó ở trong phòng và một người phụ nữ đang la hét. Cô ấy có thể đang gặp nguy hiểm. Cậu đang ở đâu ngay bây giờ? Tôi đang ở cái phòng tiếp tân của một cái khách sạn làm ơn. Có ai đó hình như là đột nhập vào trong phòng của cô ấy và cô ấy đang kêu sự giúp đỡ. Bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ cử sĩ quan cảnh sát đến ngay bây giờ. Lại cúp điện nữa. Súng đâu rồi? Súng đâu rồi? Này, mình lượm được khẩu súng đâu rồi. bất ngờ có phản ứng không kịp đây là đâu cục đã thời gian để đưa mình quay trở lại hello anh bạn Ê, chào thằng ấy bữa ăn mà cậu đã gọi đến đến bữa ăn là bữa nhanh lên này nó được rồi sĩ quan cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ mấy bạn cúp điện và theo như những gì đã xảy ra mà mình còn nhớ được thì là vâng và... Né liền Mình phải dùng đến một phần mềm khác hỗ trợ này chứ bây giờ chịu rồi Rồi ok, let's go What the hell? 10 ms một lần bấm nút F có nghĩa là trong một giây là mình ấn được mấy bạn tự nhận lên đi <laughs> mình làm được cái phép toán đó. phức tạp lắm Slow motion. <laughs> Cuối cùng mọi thứ đã kết thúc Mình đã có thể sống sót Nhưng Scarlett thì vẫn đang mất tích Cảnh sát sẽ xử lý những gì còn lại Kể từ bây giờ Mình không biết rằng chuyện gì đã xảy ra tối ngày hôm nay Nhưng mình biết được mình sẽ không bao giờ quên điều đó Nơi này sẽ luôn luôn như gợi cho mình nhớ về Cái sự sợ hãi và cái sự nguy hiểm Rằng là Cái giờ phút cận kề của mình như thế nào Khi mà đánh hết tất cả mọi thứ Tôi đã đánh mất hết hai ba lần rồi chứ cho đến khi mình phải sử dụng hai tổ hợp chip tổ hợp thứ nhất đó là làm giảm thời gian đến gọi là bốn lần nhỉ không? Slow motion bốn lần với lại uh, gán hai cái tổ hợp phím F vào hai cái cột chuột bên hông này này. Nó spam nút F dùm mình với lại mình để trên tay bấm F F F F F F. Có nghĩa là giống như là ba người á, mình đang mời thêm ba người vào trong này bấm. Ép, ép, ép. <laughs> Bây giờ mình chỉ muốn rời khỏi cái cơn ắc mộng này lại phía sau mặt thôi. Một game của Ace. Ok. Các bạn bạn đã chơi game ok, thank you, thank you. Good game, good game, very good game chắc nhiều người không phá đảo được game này đâu. họ nó có những cái công cụ hỗ trợ đắc lực như mình